Xin chào các bạn và anh chị em yêu thích nghề phun xăm. Khi bắt đầu vào học một nghề mình yêu thích hay mình lựa chọn, đều sẽ phân vân hai vấn đề lớn nhất, đó là nơi dạy chất lượng hay không và học phí như thế nào. Thì hôm nay Phun Xăm Minh đang làm clip này để tâm sự cùng các bạn và anh chị em về vấn đề kinh tế học phí hiện nay. Hiện nay trên thị trường, hệ phun xăm đang có rất nhiều mức học phí với tùy mỗi nơi sẽ có mức học phí khác nhau. Thì đối với những nơi có mức học phí khác nhau như vậy, sẽ có những bạn, anh chị em mình yêu thích nơi đó rồi, thì vấn đề học phí cao hay thấp thì cũng được gọi là không còn là vấn đề suy nghĩ lo lắng nữa. Nhưng với một số bạn, anh chị em mình, với nền kinh tế hiện nay, học phí cũng là vấn đề quan trọng nhất để mình phải suy nghĩ. Thì hôm nay, Minh Đan sẽ chia sẻ cho các bạn, anh chị em vấn đề học phí của phun xăm Minh Đan PMU hiện nay, học phí Minh Đan đang được giảm 50% chi phí. Thường các bạn và anh chị em mình đi học ngày đầu tiên sẽ xem xét nhiều nơi, so sánh về chi phí trước và chất lượng. Hai vấn đề đó là hai vấn đề song song với nhau, có những nơi học phí từ 60 triệu đến 65 triệu một khóa. Thì với khóa học này sẽ bao ra nghề từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu luôn. Nhưng cũng sẽ có những nơi chia ra những khóa học, ví dụ như với khóa 20 triệu, chỉ học những căn bản của nghề phun xăm như kỹ thuật phun mài, phun môi, phun mí mắt. Bạn muốn học nâng cao nữa thì phải đóng thêm 20 triệu hoặc 30 triệu nữa để học nâng cao về các khóa kỹ thuật mới hiện nay như phun môi máy bên nhiều kim hoặc kỹ thuật đi sợi máy hai stroke, sợi Magic Brow. Nhưng như vậy tổng học phí cũng lên đến là 50 đến 60 triệu rồi đúng không ạ? Đó là thị trường học nghề phun xăm hiện nay. Như mình đã nói lúc nãy thì học phí trường dạy nghề phun xăm Minh Đan BMU đang giảm học phí 50%, đó là từ 50 triệu giảm còn 25 triệu. Nếu các bạn hay những anh chị em đã từng học tại trường dạy nghề Minh Đan thì cũng đều sẽ biết tiêu chí trường dạy nghề Minh Đan luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Trong khóa học phun xăm tại trường dạy nghề Minh Đan, các bạn sẽ được học trọn gói từ cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu. Tất cả các kỹ thuật từ cổ điển đến hiện đại nhất hiện nay như phun môi ben nhiều kim, bông đậm hay kỹ thuật đi sợi máy hai stroke đang được ưa chuộng nhất. Tất cả sẽ nằm trong khóa học 25 triệu này. Không dừng lại ở đó, các bạn, anh chị em mình còn được tặng ưu đãi những gì? Đó là tặng ký túc xá miễn phí, bộ dụng cụ đồ nghề, tặng ngày học khác hoàn toàn miễn phí. Quá là nhiều ưu điểm và ưu đãi khi học nghề tại trường dạy nghề phun xăm Minh Đan đúng không ạ? Các bạn, anh chị em mình còn thắc mắc gì về khóa học, hãy inbox vào trang bay để chuyên viên tư vấn hỗ trợ mình nhé.